cởi trần đi thể dục, ông chủ tốc biến đua sông trong nháy mắt. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên Hà Nội đã siết chặt giãn cách xã hội, người dân chỉ ra đường khi thật sự cần thiết và cần phải có giấy đi đường. Ngoài ra, tất cả các hoạt động tụ tập đông người, đi thể dục, ăn uống đều sẽ phải tạm dừng để phòng chống dịch. Tuy nhiên, bên cạnh những người nghiêm túc chấp hành quy định, vẫn còn có những người cố tình vi phạm, ngang nhiên đi tập thể dục như chưa từng có sự tồn tại của Covid-19 như trường hợp của người đàn ông dưới đây. Cụ thể, mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông cố tình bỏ chạy khi bị lực lượng chức năng phát hiện, cố tình vi phạm quy định chống dịch. Theo hình ảnh trong clip, người đàn ông cởi trần, mặc quần đùi màu đen, đeo khẩu trang ung dung đi tập thể dục. Khi phát hiện chiến sĩ công an đi phía sau, người đàn ông nhanh chân chạy thục mạng xuống sông, không ngần ngại băng qua dòng nước đục ngầu sang bên kia bờ. Chỉ trong chưa đầy 30 giây, người đàn ông đã tóc biến từ bờ bên đây sang bờ bên kia con sông, khoảng cách không phải ngắn. Đoạn clip sau khi được đăng tải lên các hội nhóm trên Facebook đã thu hút sự quan tâm. đa số để lại bình luận chỉ trích hành động của người đàn ông và mong lực lượng chức năng sớm truy tìm, xử phạt thật nặng. Theo người đăng tải clip, sự việc được ghi nhận tại khu vực trạm bơm yên sở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Một vài bình luận của cư dân mạng: Chạy thế thì bằng cả tháng chạy thể dục với chứ? Về nhà kể cho con cháu nghe chắc tự hào lắm mới nhỉ? Thật đáng xấu hổ. Nhìn này thì đúng chất thổ địa thông thạo địa hình rồi. Ôi kế thức, ngày thường thì chẳng thấy thể dục đâu mà cứ dịch giả dân tình ở nhà mới ló ra đường đi tập. Các đồng chí cứ chạy song song với ông ấy sao cũng túm được, cho lên sở cẩm lập biên bản cho chưa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.